Thưa quý vị, nằm trong chuỗi hoạt động thực hiện tháng an toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Vũng Tàu phối hợp cùng trường tiểu học Đoàn Kết phường 1 tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh toàn trường. Trong tháng an toàn giao thông, công an thành phố Vũng Tàu phối hợp cùng các trường từ cấp mầm non đến cấp trung học phổ thông tổ chức tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông. Đối với cấp tiểu học, các kiến thức được phổ biến chủ yếu xoay quanh việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe máy, bước xuống xe ô tô an toàn, qua đường an toàn. Việc thường xuyên giáo dục tuyên truyền về luật giao thông cho học sinh là điều cần thiết nhằm giúp các em có thêm kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.